sao? Bây giờ là 6:30 nhưng mà cô anh đang có người ơi. Trước khi tới Việt Nam là mình đã kêu là trời ơi phải đi ăn sấy kiểu người Hoa tại vì rất là thèm. Trong chuyến đi Malaysia 4 ngày 3 đêm, sau KL thì Penang là địa điểm tiếp theo mà mình lựa chọn. Chuyến bay khứ hồi của mình là cũng từ Penang về thành phố Hồ Chí Minh. Video này mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của mình dành cho bạn nào quan tâm và muốn đi Penang nha. Từ KL thì mọi người thì chọn di chuyển bằng tàu, máy bay hoặc là xe để mà tới Penang. Mình thì chọn tàu vì nghĩ rằng là có thể tranh thủ ngắm cảnh thiên nhiên và con người trên đường đi. Tranh thủ biết đâu là có thể review thêm được là đồ ăn trên tàu ở Malaysia sẽ như thế nào. Nếu bay thì chắc là mất khoảng 1 tiếng thôi, còn đi tàu thì hẳn là 4 tiếng. Và đây là quyết định sai lầm nhất trong chuyến đi này của mình. Máy bay thì không chênh nhau quá nhiều đâu, nhưng mà tàu thì lại tốn của mình gần như là nửa ngày, cộng cả thời gian di chuyển bằng phà để ra đảo nữa. Xếp hàng và di chuyển khá là mệt mỏi. Khung cảnh thiên nhiên thì mình thấy là cũng không có gì đặc sắc cả. Đồ ăn trên tàu thì không thú vị mấy mẻ luôn. Mà tụi mình cũng phải dậy sớm để di chuyển cho nên đều rất là mệt mỏi. Bạn nào mà có dự định đi xe thì mình cũng khuyên là thôi, nếu mà tài chính cho phép thì cứ đi máy bay nha. Máy bay nội địa ở Malaysia thì khá là rẻ và tiết kiệm thời gian nữa. Đừng như tụi mình nha, kinh nghiệm này khuyên chân thành luôn á. Tới Penang là giữa trưa thì sẽ rất là mệt và còn chưa được check in cho nên là tụi mình đi tới một quán ăn. Tụi mình tấp vào một quán gần bến phà, theo đánh giá trên Google Maps khá là tốt. Topping thì rất là đa dạng để mọi người có thể lựa chọn. Mình gọi một bát mì tôm dung, còn bạn mình thì gọi một bát mì cà ri. Nhìn bát mì đặc sánh nước sốt này đi, trời ơi cái mùi ớt nó siêu nồng luôn. Hương vị thì lạ lắm, rất là khó tả. Nếu giữa thời tiết mát mẻ se lạnh thì mình nghĩ đây là cái món rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà giữa trưa nắng 37-38 độ thì khó tả lắm. Sau khi ăn xong thì tụi mình về nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. Tụi mình thuê một khách sạn ngay khu phố cổ Yorktown luôn. Mà mình không hiểu sao là mình không quay căn phòng đó và không quay khách sạn luôn. Căn phòng rất là xinh xắn và ok la, nhưng mình không hiểu sao là mình không quay bất kỳ một cái gì luôn á mọi người. Ủa tại sao người ta? Đây, bây giờ là 5 giờ chiều và tụi mình đang đi ăn chè. Đúng rồi, đây á. Nó đây là một cái tiệm rất là nổi tiếng mà hầu như tới Penang là mọi người đều sẽ đi ăn chè ở đây. Ngoài chè ra thì ở đây còn có một cái tiệm bán hàu chiên đúng không mọi người ơi. Và đây tụi mình kêu một cái chè và không phải hàu chiên nha. Tụi mình ăn cái này là cái gì bạn vừa nói mình quên rồi. Nhưng mà cái này thì được một cái Michelin guy. Ok. Dễ thương không? Phải đủ nha. Đây, à, đây là buổi chiều. Bây giờ là 5 giờ. Nhưng mà trời người ơi còn rất là nắng. Cái này thấy rất là mọi người quay rất là nhiều khi mà đi Penang á. Cái chỗ nè. Đúng như mình nghĩ. Chè bánh lọt. Trời nóng như này ăn này nó đã ghê quá. Đúng rồi. Mà chén này bao nhiêu ta? Hả? Chén này tầm 5 đồng. 25 ngàn. Nhưng mà thường là nó có sầu riêng mà không hiểu sao không có sầu riêng nhỉ? Có hả? Có. Có durian chendol nữa. Ừ. Ở Melaka là thường người ta sẽ có thêm sầu riêng lên. Nói vậy là giống chè Thái không? Tôi thấy bình thường mà tôi chỉ thấy là nó không đặc sắc thôi. Đúng. Đây là cái hàu chiên ở ngay bên cạnh cái chỗ bán phở xào với lại chè lúc nãy luôn. Nhưng mà mình thấy là kiểu nếu mà hàu chiên thì cái kiểu của Việt Nam hay chiên cái chiên xù lên nó sẽ ngon hơn. Ở đây chỉ đơn giản là hàu chiên với trứng thôi. Hương vị gia hương liệu gia vị thì cũng không có quá gì đặc sắc ấy. Chắc là ngon ở cái nước chấm này nè.
Sau khi ăn xong thì tụi mình tranh thủ đi ngắm phố phường ở Yorktown. Nhắc đến Penang thì chắc chắn là phải nhắc đến khu phố cổ Yorktown, vì đây là một điểm đến mà mọi người không thể bỏ qua luôn. Người Việt mình thì hay ví von nơi đây là Hội An của Malaysia vì cũng có khá là nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và kiến trúc. Được thành lập từ những năm 1786 thì nơi đây từng là cảng lớn nhất của đường biển Trung Ấn. Rất là nhiều thương nhân Ấn, Trung và châu Âu đều từng giao thương buôn bán ở đây, cho nên là vùng đất này có rất là nhiều sự giao thoa văn hóa đa dạng với hơn 12.000 tòa nhà, các cửa hàng mang đậm dấu ấn của cộng đồng người Hoa, cầu cảng dân cư, nhà thờ, đền, di tích của chính phủ thuộc địa Anh thì vẫn còn được lưu giữ khá tốt. Một điểm đặc trưng của khu phố cổ này chính là những con đường được tô vẽ vô cùng đẹp mắt. Mình thấy rất là nhiều du khách thích check-in ở những bức tường này. Thực ra thì với thời tiết nếu như nó không quá nóng thì chắc là mình cũng đã tranh thủ chụp vài tấm rồi đó. Ok, mọi người ơi có tin không, bây giờ là 7 giờ tối và tụi mình đang đi ăn lẩu, quyết định là đi ăn lẩu. Điện hôm qua rất là thèm lẩu, với lại dạ, mấy ngày gần đây ở Malaysia không có ăn nhiều rau. Tôi cảm giác là hôm nay tôi cần phải nạp rau. Nhưng mà không biết là về tiệm lẩu này có nhiều rau không nữa. Để xem thử nha. Nhà hàng này có cả những cái quầy live để mà pha chế nước chấm. Đây, hình như là nhà hàng Trung Hoa nào thì cũng sẽ có những cái quầy như thế này. Ở đây cũng khá là đầy đủ nha. Nhưng mà nãy cô chủ đã làm cho mình một cái phần nước chấm mà cô recommend và kêu là rất là ngon. Nãy giờ 450 hả? Mới 450 hả? Hơn chứ. 450 hả? Ờ vậy hả? Ừ. Cô chủ quán pha cho tụi mình hai chai nước chấm, rất là nhiều dầu. Hương vị thì ok, nước chấm cũng ok. Chỉ là nãy ăn thử thì nhìn nó không có được tươi thôi, cho nên chỗ này mình thấy ok. Nãy giờ tụi mình kêu là khoảng chắc là tầm khoảng 450 tiền Việt. Là đa phần là rau thôi, không có nhiều thịt nha. Đây nha mọi người, đây là tiệm lẩu tụi mình ăn. Đó, bạn nào mà biết tiếng Trung thì bạn có thể tìm hiểu thử nha. Thế giờ mình cũng không biết nói là tên cái quán này sao chứ. Sau khi ăn xong thì tụi mình đang đi tới cái khu vực gọi là phố ăn đêm. Nhưng mà hôm nay là thứ hai cho nên là cũng không đông đúc, không xung xuê đâu mọi người ơi. Wow, các loại mì, phở, hủ tiếu khá là giống ở Việt Nam. Bên này là Hawker Center giống... Nãy mới thấy, nãy lúc mình đi ngang là chú mới chuẩn bị bày ra thôi, bây giờ đông đúc quá rồi nè. Trời, với lại hôm nay là thứ hai á mọi người, cho nên là thứ nhất là mọi người đã về lại thành phố để đi làm rồi, và thứ hai á là ở đây người Hoa thường nghỉ bán vào thứ hai, cho nên là nói chung là nó tiêu điều, nó chán lắm. Cho nên nếu các bạn mà tới Penang á thì các bạn nên đi vào thứ bảy chủ nhật nha, đi vào cuối tuần nha, chắc là sẽ vui hơn tụi mình á. Bây giờ tụi mình đang thôi tiếp tục khám phá khu phố cổ mặc dù không ăn uống gì cả. Cố hận quá đi cân. Thank you.
cũng được ăn sáng. Và đây là một cái nhà hàng của người Hoa. Trước khi tới Penang là mình đã kêu là trời ơi phải đi ăn sáng kiểu người Hoa, tại vì rất là thèm mấy cái mà kiểu bánh bao, kiểu lông bao cái thứ. Nhưng mà bánh bao ở đây nó không nhỏ như cái mình ăn ở bên Hà Khẩu, mình thích cái kiểu mà nhỏ 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 vậy á, ăn ngon lắm. Tụi mình kêu một cái bình trà ra, ăn thui. Đây là bánh cuốn tôm. Ngon. Ngon. Đây, tôi vừa ăn. Nhưng cái tương ớt ở đây thấy khá là đặc biệt nha. Giống như là tương ớt Việt Nam vậy. Này á hả? Ừ, cái bánh cuốn tôm này phía trên nó có một cái lớp giống như là hành cháy á. Hành rim với lại mắm nấm đường. Thơm lắm. Nè, xíu mại đúng không? Há cảo. Há cảo. Trời, bên trong há cảo có hai con tôm siêu to luôn. Nguyên hai con tôm vậy đó. Anh cho biết hai con tôm luôn á. Không thấy gì khác mà hai con tôm rất to. Công nhận ở đâu cũng vậy không? Chỉ cần là cái khu người Hoa là cái chỗ ánh sáng rất là đông đúc, nhộn nhịp. Sứ mại đây ngon nha. Một số chỗ xíu mại nó bị hơi khô. Đây cũng là một chỗ ăn. So deep. Rất là đậm đà luôn á. Tụi mình 9 giờ sáng đi kiếm quán cà phê. Mà quán này cũng là 9 giờ sáng mở luôn, cho nên giờ không biết là quán nó mở cửa chưa. Nên đi cửa khác. Cái quán cà phê kỳ lạ, đường lớn không mở. Cái nó mở bên nắp này mọi người. Cái này là ai có canh mới biết được cái. Trời ơi, ai có canh lắm mới biết được cái quán cà phê này mở cửa nha. Wow. Trời, sau khi đi 15 phút thì cuối cùng tụi mình cũng đã tới. Đây cũng là một cái chỗ bán đồ bánh phồng phẩm. Mấy cái món xinh đồ đó. Yeah, 흔적 없지만 있는 것 같아.
같아 일상 속에 또 번져 그 색깔이 바래져서 떠났지만 여전히 머물러 널 잡아주는 다가가도 멀게만 느껴져 I just wanna be with you right now 너의 기억 속에 남아서 Nãy tụi mình tới chỗ này thì nó chưa mở cửa. Bây giờ tụi mình tới lại. Đây là một cái tiệm vé bán đồ cũng rất là xinh. Rồi chưa gì, chưa bước vô tiệm người ta đã nhảy vô chụp hình nè. Đây, tiệm này có tên là System nha mọi người. Không có resort, chỉ có bán quần áo và các đồ xinh xinh thôi. Rất là hợp style mình nha. Cái tiệm nãy tụi mình tới toàn 200-300 ring cho một sản phẩm. Còn bên đây thì rất là ok luôn. Rất là xinh, cái này cỡ 80 ring là chỉ khoảng từ khoảng 400 mấy. Ok nha. Mấy túi ở đây xinh hơn và giá nó hợp lý hơn. Tôi thấy vậy. Có kiểu linen á. Cửa dục cũng giống như Hội An thì ở đây cũng rất là chuộng mấy cái đồ mà linen. Và tới Penang thì tụi mình quyết định sẽ đi tham quan một cái nhà cổ. Và cái nhà cổ này chính là nơi mà đã quay bộ phim Crazy Rich Asians. Đây chính là nó. Và nghe bảo là đa phần tất cả những cái cảnh trong cái ngôi nhà của nam chính thì sẽ là quay ở đây. Gọi là phú thương đại gia của... Ở trong phim là nam chính người gốc là nào ta? Singapore hả? Singapore. Ừ, gốc Singapore. Người Singapore nhưng mà cảnh quay là ở Penang nha mọi người. Tính ra cô Dương Sử Quỳnh là người Penang nha. Nhưng mà tới đây thì mọi người sẽ không được vô tự do đâu mà nên phải book trước nha. Phải lên app xong rồi book đặt trước thì mới được tới tham quan. Nhưng mà làm như thế này cũng hay, đỡ phải quá là đông đúc á mọi người. Oh, trời ơi. Đây là không gian ở bên trong. Mình cực kỳ hứng thú với những ngôi nhà của giới thượng lưu thời xưa bởi vì những ngôi nhà này có thể phản ánh được sự xa hoa nhất, quyến rũ và lộng lẫy nhất mà bàn tay con người có thể tạo ra. Chủ của căn nhà này là một tài phiệt gốc Hoa lừng lẫy ở Malaysia hồi cuối thế kỷ 19. Mặc dù thời kỳ đó thì giới tài phiệt ở Penang ưa chuộng những căn biệt thự theo phong cách Anh hoặc là Ấn, nhưng mà chủ nhân của ngôi nhà đã quyết tâm xây dựng căn nhà của riêng mình với kiến trúc Hoa làm trọng tâm. Các nghệ nhân được đưa từ Trung Quốc sang để tạo tác cho ngôi nhà. Kiểu kiến trúc Triều Châu pha một chút Gothic của châu Âu với những mảnh ghép sứ truyền thống của người Hoa. Căn nhà có 38 phòng, 5 sân rộng rác đá granite, 7 cầu thang và có tới 220 cửa sổ. Nghệ thuật phong thủy của kiến trúc phương Đông được áp dụng triệt để trong căn nhà này, từ xây dựng bình phong để tránh những khả năng mở đường chữ T đâm vào nhà, hệ thống nước chảy trong khuôn viên sân vườn, thoát nước ở bên dưới các lớp mái hiên, rồi các lớp mái ngói được đặt dốc để tạo thế cửa trên lưng rồng nhằm đem lại sự thịnh vượng cho gia tộc. Như vậy mà ngôi nhà này không chỉ lộng lẫy mà khi bước vào bên trong cũng cực kỳ mát mẻ và thoáng đãng, trái ngược hoàn toàn với cái nóng oi bức ở bên ngoài của khu phố. Hiện nay thì ngoài là điểm tham quan nổi tiếng, căn nhà này còn được đưa vào kinh doanh, hoạt động lưu trú cho khách du lịch với 16 phòng được xây dựng, một kiến trúc độc đáo và thật đáng ngưỡng mộ. Sườn xám nhìn rất là cầu kỳ và tỉ mỉ. Nè, thêu rất là kỹ, xong rồi còn đến hoa, thêu hoa giả hay kia lên rất là cầu kỳ luôn. Trời ơi, nhìn cái cổ áo nè.
Và đây là một quán laksa. Laksa đúng không? Đúng rồi, laksa, asa laksa. Asa laksa. Và cái quán này trời ơi, có rất là nhiều giải thưởng luôn. Ngoài đề cử Michelin Guide thì nó còn có những cái giải thưởng về ẩm thực của châu Á khác. Rất là, nhìn rất là uy tín nha. Bên trong quán thì cũng khá là sạch sẽ. Cái sợi của nó giống như là sợi bánh canh của mình á. Còn hương vị thì để anh thử nha mọi người. Sợi nó kiểu giống như sợi bún bò Huế, nhưng mà cái texture của nó là bánh canh. Hương vị nó giống tôm rum á. Đúng, nhẹ hơn, ít chua cay hơn. Với lại cái nước dùng của nó được nấu từ cá, như kiểu cá thu. Nó hơi giống kiểu bún cá của Nha Trang. Rồi cái hậu vị rất là thú vị, khá là lạ nha. Thời tiết bên này nó quá là đáng sợ mọi người. Bây giờ 12:30 mà nhiệt độ là bao nhiêu? 32 độ. 32 độ hả? 32 độ là nhiệt độ ngoài trời, nhưng mà chưa tính nhiệt độ mà cảm nhận thực sự nha. Đúng, tại vì ở bên này á, độ ẩm rất là cao, cho nên là cảm giác là nó sẽ nóng hơn, khó chịu hơn bình thường. Và hình như mình thấy là nó cũng không khác gì lắm nhiệt độ ở Sài Gòn, nhưng mà ẩm hơn, cho nên sẽ thấy khó chịu hơn một xíu. Cho nên tụi mình quyết định là thôi, không có cố gắng, không có ép bản thân nữa. Ăn xong cái này là về khách sạn nghỉ ngơi nha. Nhiệt độ mà chúng ta cảm nhận thật sự bây giờ là 36 độ. 36 độ. Và chỉ số tia UV là cực điểm luôn, mắt cay luôn. 11 rất cao nha. Ghé qua bên kia mua cái sodu rồi đi về khách sạn. Chè. Ghé qua bên kia mua chè xong về khách sạn ăn. Okay. Cho mát mẻ. Cho nên là một tiếp đi du lịch Bên An là mùa này đó là nên ra ngoài đường sớm. Sau đó là tới giữa trưa là về khách sạn luôn. Đúng, nghỉ ngơi luôn. Mọi người chịu khó dậy sớm đi chơi. Chứ nếu mà về trễ là coi như là Bên An là rất là chán và rất là đáng sợ nha. Dù sôi lửa bỏng nha. Tại vì với cái thời tiết này đi bộ xong là cũng rất là cọc. Ừ. Không thể nào mà vui vẻ được. Mà tụi mình di chuyển ở Bên An á, đa phần là bút ráp. Mà cũng ok lắm, nói chung là mọi người chỉ cần di chuyển trong khu vực mà nội phố cổ á, thì tầm cứ 5 ring, 7 ring là cao nhất. Mọi người ơi, bây giờ là 5 giờ chiều và nhiệt độ bây giờ vẫn rất là nắng, rất là nóng. Tụi mình đang đi kiếm một cái quán chè để ăn xế, để sau đó mình sẽ ra bãi biển. Trời ơi, siêu nắng nóng luôn á. Mọi người đi du lịch ở bên đây nhớ đem theo dù, đem theo mũ nón nha. Còn một cái quán rất là xinh mọi người ơi. Xinh lắm. Những món chè người Hoa. Ủa, cái này nhìn có vẻ ngon. Mochi khoai. Chị đi rất là ngay gần cái khách sạn của tụi mình luôn. Có vẻ rất là ngon. Trời, rất cần nhiều hơn những cái tiệm bán đồ tráng miệng, bán chè như thế này ở bên đây nha. Mọi người ơi, chúng mình đang đi biển ngắm hoàng hôn, biển ở ngoài kia, còn tụi mình ở trong này tại vì quá nắng. À, bây giờ là 6:30 nhưng mà quá nắng mọi người ơi. Trời ơi, nắng quá, đáng sợ quá. Sắp rồi, mặt trời cũng sắp xuống rồi. Nhưng mà nắng quá. Cho nên tụi mình như thế này đây.
Trời ơi, chờ đợi cả một buổi chiều để ngắm hoàng hôn trong đúng 5 phút. Nhưng mà nó thực sự rất là đẹp luôn á mọi người ơi. Nếu như bạn có thời gian hoặc là các bạn không sợ cháy nắng thì có thể tới bờ biển ở Penang để ngắm hoàng hôn như thế này nha. Sau khi ngắm hoàng hôn xong thì tụi mình thì quyết định là đi ăn hải sản. Lúc đầu thì mình cũng khá là tò mò tại sao một hòn đảo, một thành phố biển như thế này mà hải sản thì lại không phổ biến. Cho đến khi mình đi ăn thử thì phát hiện ra là hải sản thì cũng khá là tươi đấy. Nhưng mà cái chế biến của người ta hình như không hợp với thị hiếu khách du lịch lắm thì phải. Trời ơi, nhưng mà nếu các bạn vẫn quyết tâm đi ăn hải sản á, khuyên các bạn là các bạn hãy đem theo chiếc chai mứa xanh nha. Chứ nước chấm ở đây thì cũng giống như là nước chấm của những cái quán người Hoa, tức là xì dầu á mọi người, cho nên là nó sẽ không làm bật cái hương vị hải sản lắm đâu. Cho nên cái bữa này mình thấy cũng không có recommend mọi người gì cho lắm. Hải sản đi ăn cũng được, còn không thì cũng chả sao nha. Và video của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Mình sẽ bay về từ Penang tới thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này và chuyến hành trình của mình ở Malaysia đã kết thúc. Hy vọng là sắp tới mình sẽ có thêm những chuyến đi khác để quay cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.